Đây là bóng dáng của Crush. Giải cứu Crush. Rồi giờ chúng ta phải đi chiến thôi, chuyển thôi, chuyển thôi, đi thôi, đi thôi. Chừng nào mới làm talk show vậy Hiếu? Hiếu chưa biết nữa, để mốt có dịp đi. Game tên là Bùa Dơ Bẩn. Oh, hello con Bảo Long nha, hello shop. Sao không chơi Madison vậy shop? Để có dịp sẽ chơi tiếp. 270 follow rồi flop tới cái cùi. Bên app mà. Anh nếu bây giờ khác rồi, không còn vui vẻ, lạc quan, tàn động, giật 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 kinh phong như hồi trước nữa, là dữ dằn chứ má. Sao ngày nào tôi cũng gặp mày vậy giờ. Hello con Lê Phước Đạt nha, hello shop. Hello con Phương Thành nha, hello em. Anh Tân tới chơi, giải cứu anh Tân. Ta đi thăm anh Tân nữa nè má. Em vô vừa đúng lúc luôn. Vừa mới vô luôn nè, vừa mới vô game luôn. Ở đây có lá bùa. Hình như là không có thấy được ở phía sau cánh cửa. Cái này là nó giới thiệu về cái lá bùa này. Cái lá bùa này thì mình biết công dụng rồi nên là mình cũng không có sợ. Gì mà vừa mới vô vậy tối thui tù lùi vậy trời. Rồi nhạc lên nữa rồi đó. Tới cục cức, tới cục cức. Tôi nghe tiếng của anh Tân rồi đó. Đó đó anh Tân nè, anh Tân nè. Trời ơi, đây là bóng dáng của Crush. Giải cứu Crush. Ồ, chúng ta có cái bản đồ. Mình có một cái thêm một cái gì đó nữa tôi cũng không biết. Mình đang ở cái phòng Esther Tatami Room. Vô đây chi vậy mẹ? Rồi có chỗ trốn. Có chỗ trốn là mấy ông biết rồi đó. Bình thường mấy cái game á, mấy cái game kinh dị mà chơi á, mà nó để cho mình một cái chỗ trốn là y như rằng là mình sẽ bị ma dí. Sẽ bị ma dí đó. Đây là manh mối của người bà hồi còn trẻ. Bình thường thì mấy cái nào mà nó có cái màu xanh á thì mấy cái đó mình mới nên để ý. Còn nếu mà nó không có cái màu xanh thì thôi mình khỏi cần để ý. Ủa bên Nhật là cái hầm cất của người ta ngày xưa là như này hả mọi người? Tôi đâu có biết đâu. Ôi là sao mô là dòng dòng sông ơi. Rồi tôi chết mẹ rồi. Thôi chết mẹ rồi, anh Tân tới chơi rồi, anh Tân tới chơi rồi má. À! Anh Tân tới chơi, anh Tân tới chơi. Đóng cửa lại, nhốt anh Tân lại. Cái phòng có cái lá bùa đâu? Cái chỗ có cái lá bùa đâu? Mày hả? Mày tới đây Tân. Mày tới đây. Chú vô cái đầu mày. Mày hả Tân? Ôi da. Ôi da. Cái gì vậy? Ủa anh Tân bị chưởng vô đầu rồi mà sao anh Tân vẫn quẹt mình được vậy? Hello anh Hiếu nha, lần đầu xem like của anh Hài ghê. Cảm ơn em nha Cao, cảm ơn em nhiều. Hôm nay anh Tân với anh Phong không có xem like hả? Giải cứu anh Tân với anh Phong. Anh Tân thâm thiệt luôn á má. Ủa? Anh Tân chạy rồi, đi đi. À, mấy bạn ơi, mấy bạn hỏi gì tôi cũng chịu á. Mấy bạn hỏi là anh Tân có bận không chịu, anh Tân có hàng không thì tôi cũng không biết. Tại vì tôi cũng chơi hôm bữa giờ tôi cũng chả thấy cái cây hàng của anh Tân đâu á. Có một cái giếng má. Ờ mình không có lấy tới được, nó kêu là subterranean gì đó. Anh Tân anh chạy đi đâu rồi tôi cũng méo biết luôn. Anh Tân có đó, anh Tân của anh Tân có đó. Bữa hình như là thấy đó của anh Tân 20cm hay sao á. Mấy bữa tôi nấp ở trong cái tủ á, tôi cái anh Tân để nguyên cái lòng thòng lỉnh thỉnh luôn.
Chẳng phải là ngày hôm đó chúng ta thấy được Kinu sao? Hello. Hello, Anton. Everybody here. Chúng ta cần có một cái cold bar, một cái cold bar. Cái cold bar hình như là cái nó giống như là cái xà beng vậy đó, cái đồ nại á. Rồi cửa này cũng không mở được luôn, chúng ta chỉ được mở từ cái phía chiều bên kia thôi. Mình không được bỏ sót bất kỳ một cái manh mối nào hết. Này rồi, chúng ta cũng không mở được từ đây. Chúng ta lên lầu không? Ồ bác, tôi sợ quá, tôi sợ lên lầu quá, tôi gặp anh Tân quá. Tự nhiên anh Tân anh đẩy cho mình cái bình gốm ra làm chi vậy má ơi? Anh Tân anh đẩy cái bình gốm ra cho mình chi vậy trời? Không mở được, nó bị kẹt rồi. Đây rồi. Oh my god. Oh my god. Trời ơi. Anh Tân đi qua kìa, hình bóng của anh Tân. Đẩy thôi. Rồi mở được rồi. Đi qua bên đó là gặp ảnh á. Qua bên đó là gặp anh Tân á. Cái đó không phải tóc của anh Tân đâu, lông nách của ảnh á. Ảnh nuôi lông nách dài á em. The hole is the floor. À, cái tấm giấy này mở không được. Hình như là mình cần phải có cái đồ tháo đinh á. 1, 2, 3, 4, 4 cái. Nãy anh Tân nó đi đường này đúng không? Ừ, hồi nãy anh đi đường này nè. Lại bị thiếu nữa rồi, thiếu một cái chìa khóa của Butterfly. Butterfly là chìa khóa con bướm. Chìa khóa bướm bướm. Ui, trời má ơi, anh Tân anh ở trong cái phòng đó kìa. Mọi người thấy ảnh đó không? Ở đây có bùa không vậy? Ôi, ở đây không có lá bùa nào hết. Trời ơi! Trời ơi! Thôi. Rồi xong lời lời. Em xin lỗi anh Tân, em xin lỗi anh Tân. Em không có ý gì hết á. Em có ý gì để hàng anh Tân hết á. Em chạy nha anh Tân, em chạy nha anh Tân. Ơi em tự đóng cửa em nhốt em luôn rồi. Em xin lỗi mà. Thôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi được chưa? Bơm máu vô. Kẹt luôn. Anh Tân ơi, anh Tân ơi. Chúng ta có duyên nhưng không phận anh Tân ơi. Chạy thôi má ơi, anh Tân á. Ủa sao tôi tự đóng cửa tôi nhốt bản thân tôi lại hoài vậy? Nè, tôi lừa anh Tân nè. À dạ, tôi lừa không được. Không sao, mấy cái trích này tôi làm hoài. Đó, xong cái tôi dụ anh Tân. Cái tôi chạy lên lầu. Tôi quẹo qua đây. Tôi mở cái cửa ra. Tôi chạy tiếp. Tôi đóng cửa lại, tôi trốn. Anh Tân sẽ cút. Đó, hay dạ, ok dạ. Ok dạ. Giờ là chúng ta thoát khỏi anh Tân được rồi. Anh Tân là ngày xưa là cái huấn luyện viên chuyên nghiệp của cái đội dance, vũ đoàn ABC, vũ đoàn ABC. Tụi anh Tân tới nữa. Ôi má ơi, hên quá tôi núp kịp. Anh Tân này bạn tôi mà, anh Tân này người quen tôi mà. Anh Tân này là ngày xưa là ở trong xóm của tôi. Đã trong xóm tôi, hồi xóm tôi gọi ảnh là anh Tân một cú. Anh Tân một cú. Không phải là anh đấm một cái chết đâu. Anh Tân là Tân một cú, Tân một cú. Tân một cú. Cái gì một tấn á. Mọi người tự dịch đi nha, tôi không biết. Đó xóm tôi gọi vậy thôi chứ tôi không biết. Cái này như là cái gì á. Hồi nãy anh Tân dí quá mà không kịp.
Đây là một cái the plan in the stock, the plan chúng ta không thể lấy nó ra khỏi bên ngoài được. À, chúng ta cần phải nấu cái thịt này lên hả? Nấu vậy là cần phải có cái gì á? Nấu cần phải có lửa. Chúng ta bị mất đi một cái chìa khóa và chúng ta có thể tìm được nó khi mà chúng ta đi toilet. Một cái chìa khóa ở cái toilet à. Chỗ này chỗ trốn hả? Ra đi. Firework. Cái này là cái củi nè, củi để nhúm nè. Ê, nhưng mà mình không biết là mình có lửa hay không á. Anh ta đâu? Là sao tự nhiên biết cô ở đây được? Đóng cửa lại, nhốt anh Tân lại. Ủa sao anh Tân biết được ta? Chạy đi Hiếu. Ôi, anh Tân ơi, anh Tân, em cho anh Tân cái này nè. Camera. Chết mẹ anh Tân chưa? Anh Tân bị lá bùa khá dí chạy 80 sải. Peony. Chúng ta cần một cái chìa khóa Peony. Và cái này là cái gì nữa tôi cũng không biết. Nó không có ghi chữ gì về cái đó luôn. Nhưng mà giờ mình cần nhóm củi á. Không biết là nó có cần lửa hay không. Ô, cái chỗ nhúm củi đâu rồi ta? Chúng ta cần một cái rusty. À đây, chỗ nhúm củi đây. Ồ, chúng ta cần một cái firewall. À đây. Chúng ta có đá đánh lửa luôn. Quá xinh, quá ngon. Game này nhiêu vậy Hiếu? À, nhật hình như là Hiếu mua là 185 ngàn á. Sao môi đỏ chót quá anh Tân à? Chắc anh Tân sơ tô son lắm á. The Cowboy Key. Ơi, cái The Cowboy Key này nhìn quen lắm nha. Mình có mở một cái rồi. Mình có mở một cái nó ghi là Cowboy rồi. Nhưng mà Hiếu không nhớ nó nằm ở đâu hết. Hình như nó nằm trên lầu đúng không ta? Như nó nằm trên lầu á. Cái này là Peony, không phải. Cái này không phải Cowboy. Cowboy Key hả? Ở như nó nằm khúc khác, nó nằm khúc ở trên lầu hay sao? Hiếu bị mất cái lá bùa rồi. Mất lá bùa. Giờ mình đi đứng không cẩn thận á, là mình thua đó. Như nó nằm trên lầu có đúng rồi đó mấy bạn. Cửa này nè, hình như là cửa này thì phải. Không, cái này là butterfly. Cái này là con bướm. Phải là một cái cửa khác nữa. Cowboy Key. Ủa anh Tân chạy đâu rồi má? Mất dấu anh Tân rồi nha. Mất dấu anh Tân rồi nha. Anh Tân ở đây, anh Tân đang ở đây. Hình như ở đây nè.
đây nè, đây nè, đúng rồi, nó đó, nó đó, hay quá. Vô tình trốn anh Tân cái chạy, sao cái chạy vô luôn cái đây luôn, hay luôn. Looking, chúng ta có một cái the blood test của cái frame là cần phải có lạnh nè, và chúng ta cần phải làm sạch nước, nó khá là lạnh chúng ta cần phải làm sạch nước. Ôi nhưng mà cái này tôi dịch không được, để cái này tôi xài Google dịch đi, cái này nó dữ dằn quá, cái mức độ tiếng Anh của nó dữ quá, mình phải dịch bằng app thôi. Cái khen ngợi tấm ông Key Bill trong các cuộc đàm phán kinh doanh của chúng tôi, chiếc đĩa mà tôi xem được thật đáng chú ý. Thoạt nhìn thì nó có vẻ hơi nhàm chán đối với con mắt của một người mới như tôi, nhưng tôi chưa bao giờ mơ rằng có thể lại nó có một cái chế biến khá là phức tạp. Chỉ khi đắm mình trong nước lạnh trong thì cái vẻ đẹp thật sự của nó mới lộ ra rõ được tác phẩm. À, mình có một cái manh mối, có nghĩa là mình cần phải cái gớm gì đó, làm một cái gớm gì đó. Ơi cowboy nè, làm một cái gớm. Ôi chết mẹ tôi rồi. Cảm ơn 85 sao của bạn Cao nữa nha. Game tên gì vậy anh Hiếu ơi? Em không thấy trên APK với lại Xác Lay. Game này em chỉ mua được cho PC thôi à. Game này tên là How Long Carcon. Đi chưa anh, đi chưa? Tôi chưa đi luôn hả? Anh Tân ớn là do anh Tân chơi đồ của mọi người, anh Tân suy dưỡng đồ. Anh Tân đi rồi. Buồn quá. Mình hả? Mình bây giờ còn phải chạy lên lầu lại á. Rồi còn phải chạy lên lầu á. Ái cái cửa này cũng mở không được. Chạy lên lầu để dùng cái cowbo này mở mấy cái tấm đinh ra đó. Ổng đâu rồi má? Sao giống như ổng ở bên đó quá vậy? Đây nè, gỡ cái này đi. Trời ơi, tiếng lớn quá vậy, gỡ gì anh Tân quá là sao? Gỡ mà bạc bạc bạc. Nhảy xuống. Anh Tân thấy rồi, anh Tân thấy tôi rồi. Không biết anh Tân có nhảy xuống được không? Hình như không. Chúng ta ấy Bell Nike nè. Bell Nike là cái để mở cái phòng ở trên kia đó. Hình như anh Tân mới thấy mình nhưng mà anh Tân không có dám nhảy xuống, anh Tân không. Rồi sao ông ngõ cục luôn, ăn cứt cái đầu bùi luôn. Ngõ cục luôn má, tự nhiên chạy sao chạy vô ngõ cục luôn. Hoài vậy anh Tân? Anh Tân đừng giết em anh Tân ơi, em chơi tới đây rồi anh Tân ơi, em chưa có lưu luôn á anh Tân. Em chưa có lưu game luôn á. Để em bơm máu cái, để em uống miếng xì tim đi. Rồi ok. Lẹ đi. Tân anh dí tới rồi kìa, giờ này mày còn đứng mày mở cửa nữa. Mày ra dẻo quá. Đố anh bắt được em. Em đố anh bắt được em. Bắt không được làm chó. Mấy bạn nào đang coi livestream nữa, mấy bạn dở dò rồi nha, coi chừng mấy bạn đạp 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 cái khá chu bin tôi đó. Má anh Tân dí lòi chu bin. Dí rớt chu bin.
ở đây là một cái chỗ kia nữa, nó rất là vắng. Mình lượm được một cái sẻng, một cái spa gear, cái spay. Có đường để rao. Chỉ đây là một cái sẻng mà mình phải đi tới tận cùng túi cuối bên trong đây luôn hả? Vậy là cái sẻng này quan trọng á. Cái gì đây? Không có cái nào màu xanh hết. Cái nào mà màu xanh á thì nó mới có. Ồ, cái plate này á. Cái mà nó nói là còn phải rửa dưới nước gì nè. Cái này mình đọc. Tôi chui vô đây chi mẹ. Ông Hiếu, ông thử tắt wifi xem còn chơi được không? Được, Hiếu tắt wifi, wifi vẫn chơi được chứ. Tại mạng cáp, cáp với lại wifi nó khác nhau. Nhưng mà tắt wifi thì Hiếu không đọc chat được. Má hồi anh Tân trong game. Ê, gì cái ông nhân vật chính á. Cái nhân vật chính trong game của chúng ta tên là Minato. Mém xíu tôi quên má. Con Minato đó, Hokage đó, Hokage đệ tứ đó. Hokage đệ tứ đang bị chưa có thức tỉnh sức mạnh của mình. Giờ đang đi cứu người bà má. Giữa lúc tôi miệt mài tìm kiếm cái phương pháp chữa trị, tôi tình cờ tìm thấy một cái tài liệu do tổ tiên của chúng tôi để lại. Có chứa rất là nhiều các thuật ngữ chiếm hữu công chúa. Theo nó, chiếm hữu công chúa là một điều kiện biến phụ nữ trở thành quái vật. Và nếu như chúng ta sử dụng một cái kén nào đó để chữa trị cho công chúa chiếm hữu, chúng ta có thể đảo ngược được cái quá trình biến đổi, khôi phục cô ấy về hình dạng ban đầu là phụ nữ. Vậy có nghĩa là tại vì người ta có làm về một cái gì đó đó nên là người ta mới biến cái bà đó thành quái vật. Bây giờ là chúng ta sẽ làm ngược lại cái quá trình đó, là chúng ta sẽ đi cứu cái bà đó để cho bà từ một cái con quái vật trở thành một cái người bình thường, một cái người phụ nữ bình thường. Được chưa, mọi người nắm được chưa? What the fuck gì đụng, mấy bà nhảy từ trên bà nhảy xuống luôn vậy má. Cái này là cái bà này là dân anh chị má, lúc anh lúc chị, lúc anh Tân lúc chị mà, lúc anh lúc chị đồ này nọ đó. Nó không biết đâu. Đâu rồi? Ok, thông minh. Giờ là đi ra đi vô phải nhớ đóng cửa kỹ lưỡng nha. Không phải là anh Tân anh thấy đó. Ôi trời ơi. Trời ơi, mừng quá là mừng luôn. Chúng ta có một cái oily can, một cái đi hứng nước gì đó. Anh Tân không thể nào vô đây được đâu, mọi người cứ yên tâm. Phòng này là cái phòng bùa chú mà. Anh Tân mà anh bước vô đây là anh cút. Anh chỉ có cút thôi. Anh không bao giờ anh bước vô đây hết. Anh Tân có sao đinh gan đó. Anh Tân là dòng dõi của Minato mà. À, dòng dõi của bên Uchiha mà. Tên đầy đủ của ảnh là Uchiha. Ha ha ha. Cái gì đây? Đóng cửa lại đi. Ôi trời ơi. Đừng có đùa tôi như vậy chứ. Đừng có nói là tôi phải lấy cái chìa khóa từ đây hay sao. Đúng rồi, lấy đi. Chứ gì nữa. Cái game này có plot nó lâm quá anh nhỉ. Anh không biết. Rồi đi, rồi xong. Má Hokage đệ tứ chúng ta đi mò hàm cức má Minato đó. Nhân vật chúng ta chơi tên là Minato đó. Đợt cái counting. Ôi, cái biểu tượng này quen lắm nè. Cái biểu tượng này nằm ở đâu ta? Cái biểu tượng này như là tôi nhớ là ở trên lầu. Nhớ là trên lầu. Cái biểu tượng này tên là gì?
The Counting Rose. Cái on đỉnh kia, một cái on tin rose. Không biết nó nằm ở đâu nữa, cái map này rộng quá. Như nó nằm ở trên á. Chủ kênh livestream không thông báo trừ một follow. Ủa bà nội. bà nội thông báo hay không, bà hỏi Facebook đó bà, tôi có biết gì đâu. Hình như là Hiếu đi qua hết rồi đúng không? Đâu còn chỗ nào Hiếu chưa đi đâu. Cái queo bất kịch. Queo bất kịch là cái gì? Queo bất kịch là cái gì vậy ta? Cái này để là làm gì ta? Wonder bucket for the... À, để chúng ta lấy nước từ cái queo, là từ cái giếng, từ cái hố. Hiểu. Để lấy giếng á. À, để lấy nước từ cái giếng á. À, hình như là mình cần phải lấy nước từ cái giếng. Cái gì nữa đây? À, lãnh chúa Kiyube ra lệnh cho tôi giấu cái Mulberry Cross vào trưng bày cho bên trên cái bàn thờ. À, lần lượt Red được chôn cất gần miếu thờ, trong khi cái này được chôn cất bên cạnh cái stone lantern, bên cạnh cái stone lantern trong sân. Ồ. Một cái được chôn gần miếu thờ và một cái được chôn bên cạnh cái stone trong sân. Một cái miếu thờ và một cái trong sân. Ok, một cái miếu thờ và một cái trong sân. Là cái này đó hả? Này là mình đang có mặt ở đâu vậy? Mình đang có mặt ở ALT Astarum. Ok, tôi nhớ rồi. Giải cứu Momo, giải cứu Momo, Momo sủa quá. Hồi nãy có một cái phòng có cái lá bùa mà Hiếu cũng không nhớ rõ là nó nằm ở đâu nữa. Điện thờ. Nó kêu là có một cái được chôn gần điện thờ. Chôn gần điện thờ là ở đây mà đúng không? À đây nè. Anh Tân á, tiếng đó là tiếng của anh Tân á. Núp kỹ vô. Núp kỹ vô. Ủa anh Tân ở đâu vậy? Anh Tân ở đâu vậy ta? Tôi nghe tiếng của ảnh mà ảnh ở đâu tôi không có biết. Hello. Hello. Where are you from? Where are you from? Anh đi chưa? Hình như anh vô phòng nào đó rồi, anh đi rồi. Đây. Đây rồi. Hên, má hên sao nãy mình đi vô mình thấy được cái manh mối của cái phòng đó. Chứ cái này mà nó kêu tôi mình đi ra đây ra sân này để đào để kiếm được cái đó chắc thì cái chơi 10 năm luôn tôi cũng không nghĩ ra nữa. Gắn vô trọng. Cái này như là nó bị thiếu bao nhiêu miếng ta? 1 miếng, 2 miếng, 3 miếng, 4 miếng, 5 miếng, 6 miếng, nó thiếu tới 6 miếng lận. Chúng ta cần thêm một miếng nữa, bị thiếu one more rồi. Một cái ở gần điện thờ và một cái trong sân. Cái điện thờ hả? Điện thờ, điện thờ, điện thờ nha. Nhớ nha, để lát kiếm một cái nữa điện thờ. Anh Tân tới chơi, anh Tân tới chơi. Má ơi, tôi tính biết ra cái thấy ảnh liền á. Nó chỉ thiếu có 4 miếng thôi hả? Sao thấy còn 6 miếng mà có mấy miếng bự nữa kìa. Anh Hiếu chửi cái thằng tỉnh giùm em đi, anh Hiếu ở đó mượn em cái quần xì nó chưa trả. Thì đâu buồn em, anh em với nhau mà. Khó khăn hoạn nạn mới biết chân tình. Có cái quần xì thôi chia ra đi ha, cắt đi cắt làm đôi, đứa bận miếng, đứa bận nữa.
chị ma tóc dài này là dòng họ với là chị ma chú dài, giải cứu chị ma chú dài. Đâu rồi? Anh chơi lâu chưa hả? Anh chơi ngày hôm nay là ngày thứ hai rồi. Còn mà ngày hôm nay thì mới chơi á, mới chơi chắc được cỡ nửa tiếng chưa? Chưa luôn á. Nửa tiếng, nửa tiếng. Được nửa tiếng rồi nha em. Trời má ơi, ảnh đâu trước mặt mình luôn á mà mình không thấy. Thôi núp vô đi, núp vô đi. Ảnh tới trước mặt mình luôn mà mình không thấy. Hên ghê cái má. Má em xíu là ăn cứt rồi. Trời ơi sao anh, trời ơi sao anh Tân mọi người có cặp giò nhìn búp quá vậy mọi người. Có cái cặp giò nhìn đúng mức luôn á. Mức gập. Đi chưa? Anh đi rồi, đi rồi, đi rồi. Anh đi bên đối diện với mình luôn nha. Anh đâu rồi má? Anh ở bên kia kìa, anh đi rồi. Nhưng mà giờ làm sao để mình đi qua bên đó được á? Tại vì nếu mà mình không đi qua bên đó được là mình cút. À, hiểu 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 hiểu. Mình bò ngoài bụi lùm á, bò ngoài mấy cái bụi cây này nè. Anh đâu rồi má? Anh đi rồi đúng không? Từ từ coi, tôi coi trên người tôi có cái gì. Cái này để múc nước giếng. Cái này là để hát the small amount. Cái này cho chưa biết. Cái này là để mở cái cửa kia. Ok, vậy để tôi đi mở cái cửa kia trước đi. Mình làm theo từng cái. Ôi má ơi, anh Tân ở trên lầu. Nhưng mà cái phòng mở cái cửa hình như là nằm ở dưới đây luôn nè. Đây nè, đây nè, đây nó đây. Rồi xong. Chết tôi rồi, chết tôi rồi. Chết tôi rồi, đây đâu có chỗ núp nữa đâu. Hy vọng anh Tân đừng mở cửa này. Chuẩn bị tinh thần đi, chuẩn bị tinh thần đi. Anh Tân đi chưa? Đi chưa? Anh đi rồi. Mình mới lượm được một cái cầu thang. Anh đi rồi đó. Trời má ơi, mình tôi đi ngang qua ổng luôn á. Ảo thật đấy. Đóng cửa lại, đóng cửa lại. Ủa không phải lấy nước này hả ta? À, cái này để gắn vô đây nè. Ra nước rồi, hay hay. Ra rồi, ra nước rồi, ra nước rồi. Rửa cái dĩa. Rồi ok. Ra nước rồi, ra nước rồi. Lấy cái dĩa đi chứ. Rồi chúng ta có một cái dĩa xịn sò hơn. Ok. Khoan. Nhưng mà cái dĩa xịn sò hơn thì chúng ta cần phải là. Ê tôi đâu có chui đây nữa. Hồi nãy có một cái manh mối nó ghi là còn một một cái nữa ấy. Cái biểu tượng này quen quá vậy. Mình chưa có cái chìa khóa của cái butterfly. Sell game được không? Cái này mất lá bùa rồi sell không được. Thôi nhưng mà mình cũng phải sell đi. Thôi kệ nó, đừng để chết thôi là được.
Ồ, còn ở trên lầu đó nữa mình chưa đi á. Cái này là mình chưa bước vô bao giờ luôn nè. Tại cái cửa nãy nó có một cái cây. Nếu mà vô rồi thì cái cây đó là nó phải rớt. Không biết mở cái này được không, để từ từ. Không mở được. Con này nó dẫn ra lại cái sân hả mọi người. Đóng cửa lại đi. Chứ cái này dễ bị con ma nó bắt lắm á. Không có manh mối nào ở đây hết. Không có một cái manh mối nào ở đây luôn hả? I need a note. Tôi cần một cái chỉ dẫn á. À, cái này không phải. Cái này nó đưa mình đi ra lại bên bên đây rồi. Đi ra ngoài. Cái này là game chơi tiếp nha Thanh Thảo, chứ không phải là game mới đâu em. Hello Trần Nhật Tân nha, hello shop. Không, mọi người không có tìm em, tìm anh Tân khác. Cái này là anh Tân nha, anh chị nha em. Lúc anh lúc chị. Ôi, nó bị gì vậy? Nó ói, nó ói. Hình như Tân bị ngộ độc thực phẩm hay gì á. Bị ngộ độc thực phẩm, bị ngộ độc thực phẩm. Đi chưa? Hình như là đi rồi. Đi rồi, đi rồi. Lên lầu đi. Không phải trốn đây má, đi ra kia, đi ra chỗ kia. Ủa? À, cái này mới là butterfly, nhưng mà Hiếu chưa có cái, Hiếu chưa có cái mật khẩu dẻ đó. Và Hiếu nhớ là có một cái giếng nó nằm ở khúc nào á. Tân thấy rồi. Rồi xong chết thiệt chứ. Chạy đi Hiếu. Chạy đi Hiếu, cứ chạy đi em. Cứ chạy đi. Trốn vô đây, nhanh, hay. Hên quá, tự nhiên như không, chỗ này có chỗ trốn má ơi. Hello con Gian Tú nha, có lâu sớm tàng hiếu mà không chào tao. Tại nãy giờ đang chơi với Phương Ly. Chơi cái này á, mà mình không cẩn thận một xíu nha là mình cút. Game này thắng sao vậy Hiếu? Hình như là Hiếu cần phải giải lời nguyền để biến cái anh Tân quay trở về, trở thành con người bình thường. Hello con Hân Hân nha, có lâu sớm. Đút vô cái trái cổ của anh Tân đi shop giải cứu. Sao anh chạy chậm quá vậy? Này là nhân vật em. Nhân vật nó thiết kế nó chạy chậm vậy đó chứ anh không muốn đâu. Anh là muốn là chạy dèo 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 dèo. Tân đi rồi. Ở đâu có cái giếng nào quên rồi. Hồi nãy đây có cái giếng mà đúng không? Nó dẫn tới một cái giếng á. Chết mẹ anh Tân ra. Anh Tân đang ở gần mình lắm. Cái water đâu ta? Cái này là cái toilet nè. Cái này là contary nè. Kitchen là nhà bếp. Cái well hả? Kho lưu trữ đền thờ. À, có một cái được giấu trong cái đền thờ mình chưa tìm được. Có một cái nằm ở trong cái điện thờ mình chưa tìm được, với lại một cái nữa là hình như là ở đây là mình đi hết rồi. Ôi anh Tân kìa, ở đây là mình đi hết rồi.
ở trong đây là tới hết chưa ta? Có một cái well ở đây nó để hình cầu thang, mình có cầu thang nè. Anh Tân kìa, má anh Tân thính thiệt luôn á, mình đi đâu cái anh Tân anh đi đó. Lấy rồi, cái đó lấy rồi. Hiếu nhớ có một cái phòng có cái bếp mà tôi không biết mọi người có nhớ. Ê, có một cái giếng mọi người nhớ không? Một chỗ nó có cái giếng á. Hay là đi xuống ở này là đi lên lại trên lầu rồi không phải? Tôi chạy sao ông Tân không nghe luôn rồi. Ở đây là một cái cửa gì đó mình à, cái giếng đây. Tôi chạy sao có tôi chạy ra đây luôn rồi má, đúng luôn rồi. Đợi xíu rồi để cho anh Tân đi đã rồi tôi mới đào giếng được. Lấy cái cầu thang nó đập vô cái đầu của anh Tân cho chết anh Tân luôn đi sớt dậy cứu anh Tân. Phải chi vậy cũng dễ mình đỡ phải trốn chui trốn nhủi vậy không? Hello con Linh Na Lan Hà. Anh Tân bị phi giới tính lúc trai lúc gái. Anh Tân là dân anh chị em, lúc anh lúc chị. Máng lên, lấy lên. Một cái golden top là cái gì? Let's see grand one the top. Một cái woman key vậy. Oh, mình bị thiếu một cái nữa. Thiếu một nữa. Mình đang có mặt tại đâu? Đang có mặt tại hình như theo như Hiếu nghĩ là chúng ta cần phải có mặt tại cái đền thờ, cái điện thờ á. Trong phòng này hết rồi, phòng này mình giải hết rồi. Đúng rồi, cái này là nãy mình bắt đầu nè. Phòng điện thờ là phòng Serene đúng không? Serene nè. Chúng ta cần phải quay ra cái điện thờ tại vì nó kêu là một cái nữa thì được giấu ở điện thờ á. Một cái đền thờ, chúng ta cần phải đi về bên kia. Ủa khoan ta, hay là đã đủ rồi ta? Hay là cái này đã đủ rồi, cái phòng trưng bày của Master Room. Thiếu quên mất nó nằm ở đâu rồi. Giờ vô rô rồi. Để đi tìm đường. Vô rô tay chơi, vô rô. Ui má ơi, anh Tân nó đi vô đây luôn má. Thôi chết tôi rồi, chết tôi rồi, chết chắc rồi. Hay, núp rất hay. Nấp đỉnh luôn má. 10 điểm. Quá đỉnh. Xuất sắc. Nó đặt cái thang ở đây hả? Đây rồi, nó đây rồi.
Điện thờ mình cần một cái hiểu nhớ rồi, cần phải đi ra lại cái chỗ cái sảnh bự kia kìa, đi ra lại cái sảnh này nè, cái con trai này nè, là mình sẽ tìm được cái kia. Mình có đủ dĩa rồi đó, đủ mấy cái dĩa rồi, gắn mấy cái dĩa đó vô trong nữa thôi là được. Mà cái chỗ đi ra lại cái chỗ đó nằm ở đâu mới là cái vấn đề. À, đi cuối đường quẹo trái. Đúng rồi, ở cuối đường quẹo bên phải chứ, bên này. Đây. Ui, nó không phải phòng này. Đây, nó là phòng này nè. Không phải phòng này luôn. Lộn nữa rồi. Lộn phòng tới nữa rồi má. Hình như là phòng này á. Đây đây đây, hình như phòng này. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây 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 đây. Đóng cửa lại đi. Tránh tình trạng anh Dân, anh Tân anh nhìn lén mình đó má. Là sao? Mình phải quay được bốn cái mặt này cho nó quay xung quanh cái con rùa này á thì mình mới 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 đúng được. Mà chết thiệt đó, mình giải đấu ngu rồi mà còn cái này nữa. Được ba mặt rồi, còn một mặt nữa thôi. Đây. Vậy không phải. Vậy nó phải là thứ tự. Mà thứ tự là cái gì thì tôi quên rồi. Hồi nãy nó có một cái thứ tự của cái tờ đó là... Đây, 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 đây. Không phải, không phải cái này. Chết tiệt thiệt chứ, mình bỏ qua cái manh mối đó rồi. Nhìn theo cái dĩa này hả? À, số cà hiểu rồi. Xanh lá cây đỏ, xanh dương với lại đen, hiểu rồi. Ok. Thank you. Xanh lá cây, xanh lá cây, xanh dương, đỏ đen. Xanh lá cây, xanh dương, đỏ đen. Vậy là xanh lá cây lên đầu. Đỏ xuống dưới này. Ok, đủ rồi nè. Chúng ta có xanh lá cây trước. Giờ chúng ta phải xoay cái đỏ trước. Màu đen. Đen là cái xanh lá cây đỏ. Đen đen nằm cuối cùng. Vậy cái đen nó phải nằm bên này một mình đó.
Ok, như này. Ok. Ok. Sao nó cay? Đó. Ơi. Vậy cái này phải nằm chung ở đây rồi, để từ từ Hiếu tính. Đúng, như này là đúng. Nhưng mà cái màu đen này nó phải nằm ngược lại. Đó, đúng rồi mà. Xanh lá cây. Đây. Ủa, xanh lá cây đỏ, xanh dương đen. Xanh lá cây. Trời ơi, xanh lá cây, xanh dương đỏ đen. Đây, như này mới đúng. Mẹ ơi. Đây, như này mới đúng. Nè. Library cây hả? Library cây, phòng library đâu? Library đây. Giờ mình đi bộ ra ngoài. Mình đi bộ ra ngoài. Mình đi thẳng ra đây. Mình quẹo trái là mình sẽ thấy phòng library. Đây. Đi thẳng lên nữa. Qua bên này. Vào đây. Library. Ủa library đâu má? Library cuối đường à? Library đây à? Đây rồi. Lấy cái tay quay mở cái này. Đó, easy chưa? Mở được chưa? Ok chưa? Có mẹ gì không? Có bình máu. Máu nữa. Máu không gì má. Ồ, đây rồi. Chúng ta có cái vô thần thoát cuối cùng rồi. Từng anh bài từ đâu bài xuống vậy? Tự nhiên cái tôi thấy cái cành cây nó di chuyển má, hên là tôi phản ứng kịp á, hên là tôi còn phản ứng kịp đó. Anh Tân anh nhảy ra một cái má mẹ bà ơi, đái 80 thau. Tưởng đang chơi game với lại người già không á. Mở cửa vậy anh Tân anh nghe sao má, anh nghe cả mẹ anh chứ, thì mình cũng phải đi thôi chứ. Nhưng mà cái vấn đề là tôi bị lạc rồi, tôi quên cái cửa bự đó ở đâu rồi. Cái cửa to chà bá. Anh Tân anh đang ở đâu đây thôi á. Anh Tân anh đang ở đâu đây sao đó má, núp vô đi. Ôi Hiếu đi lạc rồi. Mà phải công nhận cái nhà này bự ghê luôn á. Tôi cần phải tới chỗ có cái giếng á. Hình như là ở đâu đây nè. Ngay cái chỗ này nè. Gần đây nè. Đi chưa? Vẫn chưa đi luôn hả? Anh Tân đi chưa? Hello.
How are you today? Đi chưa? Lâu lắm. Chỗ này có cái giếng phải không vậy? Không, chỗ này không phải có cái giếng rồi. Vậy là bị nhầm chỗ rồi. À, chúng ta đi lạc rồi. Để chúng ta cần phải đi qua. Đi qua đâu? Đi qua đây. Hồi nãy chúng ta cũng đã ở đây mà đúng không? Đúng rồi nè. Ủa chúng tính ra là chúng ta đi một vòng luôn á má. Vậy là không phải chúng ta quẹo đâu mà là chúng ta đi thẳng á. Đi thẳng hoài luôn. Đúng rồi. Đúng buồn què chúng ta đi lạc rồi. Cho lấy lên lầu ta. Không, lên lầu là bậy rồi, lên lầu là sai rồi. Ta chỉ ở dưới lầu thôi. Làm sao để mình đi qua này được? Đi qua đây, vậy là cửa này. Mà cửa này nó có thông với bên này không? Có, đi hết đường. Lạc luôn rồi. Lạc luôn rồi má, không tìm được luôn á. Cái map bự quá. Bình thường mấy giờ Hiếu live? 7 giờ tối hàng ngày Hiếu live stream. Hình như là Hiếu cần phải đi qua bên đây nè, Hiếu mới đi qua đó được. Cái chỗ nào có cái giếng ta? Hình như là cái đâu đây nè, hồi nãy tôi nhớ nó nằm ở đâu đây nè, có một cái giếng. Ồ, anh Tân có nói nữa rồi. Cái gạch đỏ là cửa nói á, biết rồi. Nhưng mà ở đây là cái cầu thang rồi á, cho nên là mình không có đi ngang qua đây được, mình chỉ có thể đi từ đường bên này thôi. Đây nè, là lát nữa mình sẽ đi xuống đây, đi quanh đây quanh đây quanh đây quanh đây quanh đây mới là quanh đây được. Anh Tân đánh cam luôn ngoài rồi sao đi. Đi rồi. Đi thẳng qua luôn á. Ôi má ơi anh Tân kìa. Vậy là mình đi đúng đường rồi. Ở ngoài đây là đúng rồi. Chết mẹ chưa. Anh Tân đánh vòng về má. Tôi lại đi sai đường nữa rồi. Phải đi bên đó. Má hèn gì anh Tân đánh cam luôn.
Má ơi, bà ở ngay đó luôn. Bà ở ngay đó luôn. Mình hết đường để đi rồi. Ủa khoan, lá bùa này xài chưa? Chưa hả? Ok, tôi dụ bà lại đây được. Từ để sell game ở đây đã. Lại đây. Lại đây. Mà lại đây nhanh lên. Lẹ lên. Rất cần một sự lẹ lên. Nhanh nhẹn lên. Làm ơn đi ạ. Mình cút được chưa ạ? Từ đây sắp tới mình bỏ được chưa ạ? Được chưa ạ? Đây sắp tới mình đừng đi dí người khác nữa ạ, được không ạ? Mình rất mệt rồi ạ. Bạn cũng phải để cho mình một cái con đường để mình chạy ra để mình kiếm chứ bạn. Nó nằm ở đây nè. Cái giếng đây, cái cửa đây. Bạn cứ bám lấy mình hoài thì làm sao mình đi được bạn? Open the gate. Open the gate. Open the gate. The gate to open. Come on, Pikachu. Come on, Pikachu. I'm gay. Lộn, đi lộn rồi. Ôi là sao, mơ là giàu, mơ là giàu, mơ là sao. Tình yêu ơi. Không mở cái rương đó được. Một cái bức tranh. Chúng ta cần cái mountain rabbit. Mountain rabbit. Cần một cái miro. Cái miro là cái gì ta? Cái miro nghe quen lắm nha. Cái miro trong tiếng Anh là cái gì? Miro trong tiếng Anh là gì? Father give a cái checkbook. Để tôi đọc về cái này cái. Câu chuyện về chiếc hộp lừa là chiếc hộp gì vậy mẹ? Ngày xưa mirror là cái gì á? À là cái gương hả? Ờ đúng rồi đó, càng gì nhìn quen quen. Ngày xưa có một ông già tốt bụng, anh ta chìm một cái chiếc thuyền bí ẩn. Bên trong thuyền có một nàng công chúa. Ông già chăm sóc cho công chúa nhưng cô ấy mắc bệnh và qua đời. Cơ thể của công chúa biến thành một con tằm trắng tinh khiết. Ông già nuôi công chúa à? Nó thật sự là nuôi công chúa không? Hay là bắt cóc công chúa? Giải cứu ông già, giải cứu luôn bà công chúa. Bà công chúa bệnh về với đất mẹ nha. Bệnh gì thì chúng ta không biết. Ơi, ở đây Hiếu không có minimap, Hiếu không có cái bản đồ rồi. Cái nào có màu xanh lá cây thì nó sẽ là cái manh mối đó. Đó là cách duy nhất để bảo vệ cô ấy khỏi dư luận. Lãnh chúa Kiyomi và tôi quyết định giam giữ cô ấy trong ngục tối để được kết nối thông qua con đường ẩn. Con đường ẩn là con đường gì má? Cái ông lãnh chúa với cái ông kia muốn kết nối với lại cái bà này qua cái con. Thì ra là chân dung của chị đây sao? Rồi có một cái bàn. Cái bàn đó là cái bàn gì đó tôi cũng không biết nữa. Tôi đang cần một cái gương ạ. Có thể nào cho tôi một cái gương không ạ? Oh nice. Tôi cần một cái gương nó không cho. Mà nó cho tôi một cái lá bùa luôn. Tuyệt vời. Cái lẹp bè tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Ấy. Chạy lộn má, tự nhiên chạy ra đây làm chi vậy? Cho mình cái gương đi bạn ơi. Mình cần một cái gương. Mình cần một cái gương.
chúng ta cần một cái peony. Trời, cái áo của công chúa đó hả? Má đẹp quá. Giờ làm sao lấy được cái gương của công chúa ra? Phải đi kiếm thôi chứ sao. Ở đây cũng có một lá bùa nè, nhưng mà lá bùa này bị hư rồi. Tôi chắc chắn là cái lá bùa nó nằm ở trong cái rương đó, chắc chắn luôn, trong cái rương này nè. Nhưng mà cái rương này không có, mà thiếu không có chìa khóa để mở cái gương. Cái gương này nè. Đừng mẹ, mở cái cửa là đi ra cái chỗ hồi nãy nữa đó mẹ. Nhớ giùm đi mẹ. Chỗ này là quay lại đây. Ủa khoan đã ta. Sao ấy nhỉ? Rồi, chúng ta bị lạc rồi. Trời ơi là trời. Sao cái gương của công chúa có thể bỏ ở một cái chỗ mà nó dễ tìm như vậy được, nó dễ đoán vậy luôn, đéo đoán ra được, tại vì nó dễ quá đó. Một cái trích bóc. Nó dễ đoán quá nên là tôi không có ngờ được, mấy má hiểu không? Tôi tưởng là nó phải để một cái nơi nào đó nó xa xôi, nó giải đố đồ đó. Nhưng không. Trời ơi, cái bản đồ đây nè bà nội mẹ tôi ơi. Vậy mà từ nãy giờ tôi chạy 800 vòng tôi không thấy. Đâu mà diễn viên hài tới. Ông già, ông già, công chúa, ông già, princess, à, ông già nè, rồi gặp cô, gặp cái gì đó nè, đi biển nè, gặp công chúa nè, rồi là Dixie là cái gì, Dixie là cái gì, để coi tôi phải dịch được cái từ Dixie á, phải cứu không? À, công chúa bệnh đúng, theo như cốt truyện đúng, công chúa bệnh, rồi Skewo. Skill wall là tầm đúng, con chú biến thành con tầm. Trời ơi, đâu má cái đầu nè, cái đầu nè, cái đầu. Nhiều quá, nhiều mấy bạn ở đây mấy bạn còn chưa hiểu là tại sao tôi giải được cái này, chưa hiểu. Có nghĩa là dựa theo cái manh mối cái câu chuyện cổ tích hồi nãy chúng ta vừa mới đọc thì cái ông già sau khi ông đi biển cái thuyền, cái ông gặp cô công chúa, một cái cô công chúa gặp ông già cái khúc này, cái xong là cô công chúa bệnh xong cô công chúa biến thành con tầm, đúng không? Cái đó. Mình làm theo cái chỉ dẫn của nó cũng một phần là gùa, thấy không, lắc đại ra luôn, lắc gùa đồ mà lắc cùng lắc điên lắc ra luôn. Cái trích bắp đâu, cái trích bắp đó các bạn, thấy cái hộp gương con bướm á, cái này là Benny mới đúng, cái gương con bướm á. Gương bướm đâu quên mẹ rồi, hình như là bên này gương bướm bên này, mà ảnh rùa mà ảnh gáy quá, ảnh rùa nhưng mà ảnh rùa trong cái sự tính toán. Đây Bonnie Mi, chúng ta cần có một cái gương Bonnie, gương Bonnie nè, đâu có nghe sao giống như xúc xích Bonnie quá vậy. Rồi gắn vô. Để coi ở đây nó cho ta manh mối gì. Cho gì ạ? Grand Key hả? Grand Key. Nhạc lên rồi đó, nhạc lên rồi đó. Nhạc lên là chuẩn bị kết thúc game rồi đó. Nhưng mà cái Grand Key này mở ở đâu vậy ta?
Cranky, các bạn ơi, Cranky. Cú cái, Cranky. Cranky. Hình như chúng ta có một cái phòng Cran đúng không? Cái phòng Cran như nó nằm ở đâu á? Nằm ở bên ngoài hay sao? Nhưng mà chỗ này có lá bùa nên là chắc chắn là ma nó sẽ xuất hiện ở đây. Cranky đâu? Mình không có cái phòng Cranky á. Nhưng mà để tôi sell game cái đi nha. Cái phòng lá bùa đâu má? Đừng có ảo giác tới nữa hay gì á. Rồi, chúng ta đi ra ngoài. Cái chúng ta có Grand Key. Trong đây có cái phòng nào là phòng Grand không? Hình như là không. Không có phòng nào là phòng Grand hết á. Ví dụ mà cái này chỗ nào mình đã từng tới rồi thì nó nên để cho mình biết không? Nếu nó không để sao tôi biết đường đâu, tôi đỡ má. Số cả này. Vậy tao sell game mấy khúc kia chi tao thằng khùng này thiệt chứ. Rồi ở đây có. Đây rồi, Cranky. Đút vô, mở ra, open the door, open the gate. Rồi, tới cục cất luôn. Không có màu xanh vậy là không có manh mối. Ừ. Ghê à. Nó mở cửa bở luôn má. Rồi má chưa chuẩn bị tinh thần gì luôn má. Mà sao tôi nghi ngờ cái này mình bước vô cái mình bị nhốt lại má. Nè, xong cái mình bị treo cổ lên trên đây nè, Đó. Mình bị nó treo cái cần cổ mình hay cái nó móc đồ nó đưa mình toàn ten. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với lại kênh livestream của mình trong buổi tối ngày hôm nay. Nếu mà các bạn có quên, các bạn chưa có bấm like video thì các bạn hãy tiện tay các bạn để lại một like video cuối ngày ủng hộ cho mình nha các bạn. Cái sợi dây thần này. Wow, cái này. Nhạc lên là biết cái này là cảm động á, cái này buồn á, chuẩn bị cấp. Ayano liên tục nôn ra máu. Cô ấy đã ngừng di chuyển kể từ khi đó. Cô ấy uống máu của tôi để chuẩn bị cho cô ấy. Tôi biết rằng biết tôi đã có cô ấy, tôi không có lựa chọn nào khác cả. Tôi đã bắt đầu bị bệnh sớm thôi. Tôi ngủ và tôi đi câu cá. Là sao vậy Google dịch thôi? Google dịch thôi, mày dịch cái cho cảm động được không? Mày dịch vậy chết con đĩ mẹ tao rồi Google dịch. Cảm động á. Tôi không có lựa chọn nào khác, tôi bị bệnh và tôi sắp chết. Tôi sẽ ngủ với lũ cá. Đôi cánh tay gầy gập của tôi khô khéo như cành cây khô. Đó là điều duy nhất mà tôi có thể làm. Thì ra là ổng đi ngủ với mấy con cá mà tôi tưởng đi câu cá mà.
Khi tôi đi rồi, ai sẽ chăm sóc cho em gái tôi đây? Ai sẽ tắm rửa cho cô ấy? Tôi. Để tôi. Xã hội sẽ đối xử với em của tôi như thế nào? Họ sẽ nhìn cô ấy với ánh mắt sợ hãi, tò mò về bệnh hoạn. Họ gọi cô ấy là con quái vật điên rồ. Cô ấy sẽ bị đối xử như một kẻ hạ đẳng. Tôi không thể để cho em tôi phải chịu đựng trong số phận như vậy được. Ôi trời ơi là trời. Thì ra là em gái của ông này bị dính cái lời nguyền và bắt đầu là biến thành cái con quái vật. Không có ai hiểu được, chỉ có mình ông hiểu thôi. Bây giờ ông đang truyền tải lại cái đó cho mọi người. Nỗi sợ lớn nhất của tôi là quên đi chính em gái của mình. Bệnh tật của tôi ngày càng nặng và ký ức của tôi đang mờ dần mỗi đêm. Tôi nằm xuống với cơn đau đầu không chịu nổi. Nỗi lo lắng cứ dày dò tâm hồn của tôi. Câu hỏi dai dẳng liệu tôi có nhớ đến cô ấy vào sáng hôm sau hay không. Tôi đã giết tất cả mọi người, cha tôi, Sai Chi và cả Vui, thậm chí là chị gái của tôi cũng giết luôn. Tôi bị bỏ lại một mình với một cái chiếc hòng lọng. Tôi đang chết dần trong đau đớn. I'm sorry, tôi biết chị thật sự sẽ cảm thấy thế nào, nhưng tôi đã đối xử tệ bạc với cô ấy vì ghen tị, dù biết nó hèn hạ tới mức nào. Tôi ngưỡng mộ mọi thứ về cô ấy, đó là lý do tại sao tôi khinh thường cô ấy. Chỉ có chị gái của tôi mới là người thật sự hiểu được tôi. Dù biết mình có thể tàn nhẫn và nhẫn tâm đến thế nào, tuy nhiên Ayatono vẫn quan tâm tôi hơn bất kỳ ai khác. Khi mặt trời lặn, cô ấy sẽ thắp sáng ngôi nhà của tôi. Cô ấy làm vậy để cho tôi không bị ngã. Mắt và chân của tôi đã già và yếu đi. Cô ấy lui nhẹ nhàng xoa bóp đôi bàn tay nhăn nheo lạnh ngắt của tôi. Tâm trí của cô ấy gần như trống rỗng ký ức. Tuy nhiên cô ấy chưa bao giờ quên tôi. Chúng tôi đã tìm thấy được hạnh phúc theo cách riêng của chính mình. Chúng tôi biết được mọi thứ sẽ kết thúc. Hãy tha thứ cho tôi vì đây là cách duy nhất để tôi có thể cứu được đứa em gái của mình. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy vào ngày hôm đó. Tôi không biết cô ấy biết về ai cả, nhưng tôi cũng thích cô ấy. Cũng muốn hòa tan vào và trở thành một người sau này. Kenshin à, Kenshin à, Kenshin à, Kenshin à, Kenshin à. Em đẩy nó, giết nó đi, giết đi. Đừng, đừng, em gái em đứa vậy đó. Giết nó liền, giết nó, giết nó. Giết nó đi, đừng để trừ họa cho thơ cho dân đi. Đợi cái này nó hù mấy ngày chắc tao cũng chết quá. Nó hù. Ôi, ôi sao hình như là từ từ cái nó kêu là chúng ta cần phải support hỗ trợ cho cục đá nó mới rớt được. À, cắt mấy cái dây này hả? Cắt không được hả? Ủa tôi không cắt cái dây được ta. Tôi không có cắt được. À, cần một cái sức mạnh gì đó to lớn thì mới cắt dây được. À, trời, sử dụng sức mạnh của con nhỏ này nè là mình lừa nó, hiểu không? Mình dụ nó nhảy tới đây. Đó, nhảy tới đi con, nhảy tới đi. Ký ký ký. Mình đợi nó nhảy tới, các bạn hiểu không? Đợi nó nhảy tới. Ôi, nó, tôi không muốn giết đứa em gái của chính mình đâu. Đâu, tôi không muốn giết nữa đâu. Nhảy tới đây nè, nhảy tới đây. Tay quá, giỏi quá. Đúng là em gái của anh, sắp chết rồi đó. Mày sắp chết rồi, một cái nữa thôi em gái ơi. À, buồn quá à. Em gái của tôi á. À, nhảy tới đây với anh nè, nhảy tới đây đi. Còn có một cọng nữa thôi là em chết rồi đó. Em ráng đi nha, một cọng nữa thôi. Đây nè, nhảy qua đây nè anh luôn. À, đúng rồi đó. Đúng rồi, em giỏi quá. Dự án của anh tưởng vậy nè. Anh tưởng nha. Em gái luôn đó, mọi người. Tôi biến thành quái vật rồi, giờ tôi cứu nó. À, em đã nhận được phần thưởng xứng đáng dành cho mình.
Thầy yên nghỉ đi nha Kino. Lộn, nhỏ tên gì không biết luôn. Em tôi tên gì tôi quên luôn bác. Buồn quá, buồn quá, buồn quá bác. Em gái mình đó, dạ, buồn quá, buồn. Kino, đúng rồi, Kino. Trời ơi, đừng, đừng, đừng. Đừng, 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 đừng để cho nó như vậy đi, đừng có giết nó. Đừng, nó sẽ có cơ hội á. Trời ơi, nó bắt tôi lựa chọn kìa. Nó bắt tôi lựa chọn là giết hay là để lại kìa mọi người. Nó đưa tôi lựa chọn kìa. Rồi nó gọi tôi kìa. Không, nó gọi cái bà chị tôi chứ. Thôi. Thôi. Tha cho nó đi. Tha cho nó đi mọi người. Grandma, bà Ayamano. Thôi. Bỏ qua đi. Nó bị đá đè rồi, dầu gì nó cũng không còn, nó cũng không có còn cơ hội để phản kháng lại nữa đâu mọi người. Ha, không còn cơ hội để phản kháng lại nữa đâu. Chúng ta nên để cho con ma một con đường sống. Dầu gì con ma cũng là con người mà, con ma cũng là con người chứ bộ. Mấy ông sống đồ, mấy ông sống ác độc, mấy ông sống như cái tảo què vậy đó. Đại học là mô kimeta koto da. Ima sara to yakaku Ai thấy iwanai cảm de động mới cho xin like video cuối ngày nha mọi người. Minato, có chuyện gì diễn ra với con vậy? Dịch 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 thiếu dịch đi Hiếu. Có vẻ như họ đang hủy bỏ việc xây dựng của con đập. Xin hãy ngừng nói những điều vô nghĩa và về nhà đi. À, thằng này muốn ở lại đây, thằng này muốn ở lại đây. Cha không quan tâm tới những gì của con đâu. Cha à, chắc cha không hiểu đâu. Bởi vì bạn ấy là một con người. Và hãy quên con đi, đừng gọi lại cho con nữa. Look at this time, hãy nhìn khoảng thời gian này. Tới giờ tôi phải làm bữa tối rồi. À, thằng này quyết định là không giết cái con đó đó, cho nên là sẽ tiếp tục sống giống như là bà của thằng này sống trước đó vậy đó, hiểu không? Là chấp nhận giữ lại cái con nhỏ này ở trong đó giống như từ hồi trước giờ mà bà nó nuôi á. Hiểu không? Và cho nó ăn gà, cho nó ăn thịt gà. Tôi mang bữa tối đến cho bạn đây, nó vẫn còn ấm. Bạn đã khóc sao? Kinu đã chết rồi. Đừng có lo. Không có gì phải lo lắng cả. Kể từ bây giờ, anh sẽ ở bên em mãi mãi. Gu này mặn vậy? Đấy, sao tự nhiên tôi chơi xong rồi cái tự nhiên cái tôi thấy gu tôi cũng mặn giống này vậy? Cái quần què vậy đang diễn ra vậy? Bây giờ tôi giết rồi. Hiện nay tôi giết rồi ta. Đây này. Để nên giết luôn hay sao? Ủa sao kỳ vậy ta? À, tại vì chúng ta quyết định là chúng ta không giết. Chúng ta để lại cho cái con quái vật nó tiếp tục sống. Và để cho nó sống như vậy thì chúng ta phải sống giống như là bà của chúng ta trước đó. Thì bà của tôi lúc đó là vẫn để là cho ăn, cho nhỏ này ăn thì nuôi nó thành một con quái vật. Thì con quái vật thì đương nhiên bản tính của nó cũng vẫn sẽ giết người thôi, nó không bao giờ nó không giết người. Nhưng mà trong xuyên suốt cái game chúng ta chơi, chúng ta thấy là con quái vật nó không giết chúng ta được lần nào hết, tại vì chúng ta bơm máu. Thì suy cho cùng thì có thể thấy là cái con quái vật này nó chưa từng sát sanh bao giờ, đúng không? Cho nên là cái mình nhốt nó lại cái đó đi, để có gì ha, kiểu như là tối tối mình xuống mình thăm nó, thăm thăm nó, kiểu như thăm nó, hiểu không?
kiểu như là mình tập thể dục rồi đó. Được, được, cũng được. Thì tính ra là cái logic của cái Minato trong cái con game này cũng hay. Bởi vậy hồi nãy Minato mới có gọi điện cho ba Minato á. Minato nói là con quyết định là con sẽ sống ở đây và con xem cô ấy như là bạn. Con quyết định là chăm sóc. Được, được. Đúng, đúng, ghê, ghê, ghê.